Báo cáo các cụ kiểu dỗi hơi không có việc gì làm đúng không? Nghe thì rất hoàn cảnh đó, nhưng mà nói thật là tôi chạy mấy trăm cây số về đây mệt lắm, nhưng mà về cũng phải cố gắng. Cố gắng không phải vì tham để được cái gì, nhưng mà các cụ bảo như thế này thì có đáng cố gắng không? Nói thật là Trần Đoạn Trình muốn làm một cái tác phẩm nữa, kiểu như một tác phẩm đàn em của cây Lan Hải kia đấy. Cho tớ mượn một cái kéo để tớ tỉa bớt những cái râu ria, những cái đẹp lắm đấy. Vừa rồi đấy đã cũng may mắn là kiếm ngay được cái cục đá này, em chợt còn nó khoét một lỗ như này. Tôi nghĩ là chỉ cần như thế này thôi, xong đặt vào như này là đã xong vào các cụ. Thực ra là chúng ta không cần quá nhiều đâu, nhưng mà tôi muốn một cái cây Lan Hải này được tới nó phải cho chúng ta xem được mặt hoa đẹp như thế nào. Chúng ta quan sát nhé, cắt kỹ những cái coi như là những cái đầu thừa đuôi thẹo đi, những cái dễ gãy vì sớm muộn nó cũng phải thối bỏ đi đó. Và bây giờ như này, bây giờ ở ngoài kia còn phân bón này, ta mới về cả. Báo cáo các cụ lần này là em ưu tiên đặc biệt, đây là phân bón của bạn ấy Ben01 của bên ấy đây này, Hồng Nguyễn. Em muốn cho vào đây xong còn hẳn một lớp như này, sau đó thì tạo nữa đi để cho cây này nó to hẳn bằng lá mít đi nhờ. Người ta trồng to thế là quá bình thường không? Em muốn làm này, em rắc lên này. Chúng ta rắc lên này sao? Là nhằm mục đích chính là để khi rễ nó ra thì nó không chịm ngay vào phân bón, và như vậy thì nó sẽ an toàn. Còn bây giờ là đến lượt là thế này. Tôi thích một nàng thiếu nữ kia ở gương mặt thì tôi thích nhìn chính diện đúng không? Ông thích nhìn đằng mông như thế, ông ngắm đằng mông. Tóm lại là chúng ta xem cái mặt nào nó đẹp nhất thì chúng ta bày nó ra. Theo mọi người thì mặt nào mình lấy mặt này cho nó rêu phong nhé. Cái này nếu cụ nào mà kỹ tính làm ơn gọi lại hỏi tôi sau độ 6 tháng nữa, gần như các cụ khó nhận ra. Ở đây Trần Tuấn thấy xem nào, ít nhất là có vài nụ rồi. Nhưng mà thông thường lúc này thì người ta gọi là mèo. Đây. Các bạn mèo. Tại sao người ta không gọi là chó nhỉ, gọi là mèo? Có vài nụ đấy. Mà thôi, tốt nhất là không nên bới. Bới ra sợ thui mất. Nhà mình đã có nhiều hàng chưa chị? Lúc cái Tết không biết mùng mấy Tết mùng sáu à? Hải lấy lại, em lấy Hải Liên rồi Hải Giáp, Hải Vân, Vân ạ. Các cụ, thực ra cái Lan Hải là nó dễ lắm. Chúng ta miễn là đừng cầu kỳ quá đâu. Cầu kỳ quá là nó tự nó chết. Nhưng mà đương nhiên là trong quá trình để này thì chúng ta cố gắng để một phát thôi, chứ đừng có làm nó lung lay ấy. Là nó không ổn. Ok, bây giờ là đến lúc gọi là giai đoạn cuối, chúng ta dồn toa các cái phần lỗ trống của nó. Bây giờ này
bây giờ khả năng cứ này chung lấy cho anh mượn một cái ấy á, cái vẫn để bầy cây ấy, để quay xong được bỏ ra lên trên cho mọi người nhìn được. Mình có thể lắc như thế để cho nó bao nhiêu thứ nó rơi hết xuống. Cô vừa rồi là cổ Công Anh Hoài. Có đồng chí nam đồng chí nào đã gọi là Hoài Công Anh chưa? Hy vọng là Alo. Sau thời gian rất ngắn nữa thôi, ta sẽ có một tác phẩm. Alo. Em đây. À bây giờ từ. Alo. Vâng. Chưa thấy anh gọi ạ. Vâng. Em đang quay cho anh Tuấn nhá. Thôi nhá. Em đang quay cho anh Tuấn. Quay đi cho anh. Dạ vâng. Đây. Đúng rồi mà. Đương nhiên là cái này tí nữa Trần Tuấn ra sẽ, hoặc là chúng ta có thể ngâm nước luôn, không phải ngâm ngập ạ, chúng ta ngâm để cho nước nó thấm vào đây và để làm mát cho cây. Đấy. Đây là gì nhỉ? Với Trần Tuấn thì Trần Tuấn xin được gọi đây là một tác phẩm Lan Hải Hằng. Rất cáo lỗi cùng các cụ là thời gian vừa rồi không làm được một số video. Từ nay trở đi Trần Tuấn sẽ ngoan hơn tí để đến với các cụ nhé. Trong đường đời có những lúc nó sôi, nó sao động như vậy thôi. Có lẽ là cảm ơn các cụ đã quan tâm và theo dõi. Cái này thì không thể